Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin cập nhật tối thứ Tư, ngày 17 tháng 7. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Và Duy Lê biết rằng, đặc biệt những quý vị nào đang sinh sống tại thành phố Toronto và vùng lân cận cũng đã phải chứng kiến một ngày khó khăn trong ngày 16 tháng 7 khi mà lũ lụt đã tràn qua. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thì Thủ tướng Justin Trudeau đã phát biểu về sự kiện này. Và ông cho biết rằng trận lũ lụt lớn xảy ra tại khu vực Greater Toronto vào thứ Ba ngày 16 tháng 7 là một sự kiện quan trọng và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh cuộc chiến về chống biến đổi khí hậu tại Canada. Và cơn bão đã làm mất điện cho hàng chục ngàn người, làm ngập một đường cao tốc lớn và một trung tâm vận chuyển quan trọng của Toronto trong bối cảnh cảnh báo mưa lớn cho phần phía nam của Ontario. Ngày 16 tháng 7 là ngày thứ hai liên tiếp có những trận mưa xối xả ở thành phố cũng như là khu vực. Và phát biểu tại Toronto vào hôm nay thứ Tư 17 tháng 7, Thủ tướng Trudeau đã ca ngợi nỗ lực của những người ứng phó đầu tiên, cũng như là những công nhân của thành phố và nhân viên thủy điện. Ông nói, tôi muốn các bạn biết rằng tất cả chúng ta đều có thể làm việc cùng nhau để bảo đảm rằng không chỉ mọi người được hỗ trợ thông qua việc này, mà điều này đang ngày càng xảy ra thường xuyên hơn trong những năm tới. Thủ tướng cho biết rằng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn như là lũ lụt ở Toronto có thể sẽ xảy ra do biến đổi khí hậu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần phải đầu tư vào hơn nữa cho cơ sở hạ tầng có khả năng chống chọi lại với khí hậu. Và thực tế là cùng với biến đổi khí hậu, chúng sẽ trở thành những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa. Vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và chúng ta cũng cần phải tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi để có thể đáp ứng được những gì tốt nhất trong tương lai. Và thưa quý vị, trận lũ lụt vào ngày 16 tháng 7 đã gây ra sự tàn phá cho những người đi lại. Với lũ lụt lớn đã làm tê liệt một số tuyến đường và nhà ga chính, bao gồm ở ga Union của Toronto, đại lộ Don Valley cũng như là đại lộ ở Lakeshore. Và tất cả đều đã mở cửa trở lại sau khi mà nước lũ tan. Trong khi đó, Toronto Hydro cho biết rằng khoảng 3.300 khách hàng vẫn không có điện vào sáng ngày hôm nay và các nỗ lực để có thể khôi phục đang được tiến hành, thưa quý vị. Thị trường condo Toronto đang dành nhiều lợi thế cho người mua và đây là cơ hội để sở hữu căn condo cao cấp vừa được xây dựng xong ở Toronto, gần Subway Dufferin, số 1285 Dupont Street và đang được rao bán với giá 680.000 đô, một bed, một flat, một phòng tắm, ban công, một walk-in và một locker. Đầy đủ tiện nghi và không gian sang trọng hiện đại. Mời quý vị hãy liên lạc Realtor Hiệp Nguyễn 647-261-1980 để có thể được tư vấn cũng như cần được hỗ trợ về mortgage. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Triệt Long công nghệ cao tại Ivy Beauty and Spa giúp tự tin với làn da trắng, xe khít lỗ chân lông, loại bỏ được tình trạng viêm nang lông, thâm, mùi hôi, sần da gà. Với đầu triệt siêu lạnh, dễ chịu toàn thân và những vùng da nhạy cảm nhất không đau rát, dịu nhẹ, thoải mái cho làn da của quý vị. Thời gian triệt nhanh chóng, hiệu quả và được thể hiện rõ từ 4 đến 6 lần. Cơ sở uy tín, sang trọng và được tin tưởng. Số 800 Dundas Street East Mississauga, Ontario. Số điện thoại 905-232-7899. Xin chân thành cảm ơn. Và không biết quý vị có đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Trudeau đã đưa ra về nguyên nhân gây ra lũ lụt ở Toronto hay không. Nhưng mà vào ngày hôm nay, các quan chức của Toronto cho biết rằng thành phố không được thiết kế để có thể xử lý lượng nước này, thưa quý vị. Và Giám đốc thành phố Toronto cho biết rằng có thể làm rất ít việc để có thể ngăn chặn lũ lụt trên một diện rộng do lượng mưa kỷ lục vào 16 tháng 7 gây ra. Và đồng thời nói thêm rằng thành phố không được thiết kế sẵn để đối phó với những loại bão như thế này. Các đường cao tốc chính hiện đã mở cửa trở lại và hệ thống thủy điện đã được khôi phục cho đại đa số nhà cửa và cơ sở kinh doanh ở Toronto. Sau trận lụt đã khiến cho đường xá và các tòa nhà trên khắp thành phố ngập ở trong nước. Một đoạn của Don Valley Parkway đã bị đóng cửa trong khoảng 18 giờ, cùng với một đoạn đường ở cao tốc Gardiner và đại lộ Bayview. Và thưa quý vị, đoạn đường này thì vẫn đóng cửa vào ngày hôm nay. Việc đóng cửa cùng với hàng loạt gián đoạn về giao thông liên quan tới thời tiết đã gây ra một sự hỗn loạn trong việc đi lại của người dân Toronto. Và thách thức đó là phần lớn thành phố không được chuẩn bị sẵn để có thể xử lý lượng nước đang tràn xuống này.
và Giám đốc thành phố cũng đã chia sẻ nhiều hơn và chi tiết hơn vào sáng ngày hôm nay thứ Tư. Thị trưởng Toronto bà Olivia Chow đã cho biết, việc mà cứu hỏa Toronto đã đáp ứng 1.700 cuộc gọi yêu cầu dịch vụ vào ngày 16 tháng 7, giải cứu người dân ra khỏi thang máy và nước lũ dâng cao trên các đoạn đường phố cũng như là đường cao tốc ở trong thành phố. Chúng tôi rất biết ơn những người làm dịch vụ khẩn cấp. Các nhân viên của thành phố đã làm việc suốt ngày đêm để sửa chữa mọi thứ và dọn sạch đống đổ nát. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã dẫn tới một tình trạng mất điện ở trên diện rộng ở thành phố. Và chính xác Toronto Hydro đã báo cáo có 167.000 khách hàng không có điện vào thời điểm mà mất điện cao điểm nhất vào 16 tháng 7. Vào sáng ngày hôm nay 17 tháng 7, công ty điện lực đã xác nhận rằng hầu hết các gia đình và cơ sở kinh doanh trong thành phố đã được cấp lại điện. Và tính tới 5 giờ chiều ngày hôm nay, 2.000 khách hàng vẫn đang chờ đèn sáng trở lại, thưa quý vị. Dịch vụ TTC vào ngày hôm nay thì vẫn hoạt động bình thường, mặc dù Metrolinx đã báo cáo một tai nạn tàu cô do đường ray bị ngập đã gây ra. Và Union Station, nơi mà từng chạy qua lũ lụt lớn nhất, hiện đã hoạt động hoàn toàn. Và các khu bán lẻ, ẩm thực tại trung tâm trung chuyển ở trung tâm thành phố cũng đã mở cửa trở lại. Theo thành phố, một số ít hồ bơi và trung tâm cộng đồng vẫn đóng cửa vào ngày hôm nay do lũ lụt và bị mất điện. Và tính đến chiều cùng ngày, tất cả các bể bơi ngoài trời của thành phố đã mở cửa trở lại, mặc dù một số chương trình cắm trại và giải trí cho thành phố điều hành đã bị hủy do lũ lụt gây ra. Và thành phố Toronto cũng đang kêu gọi cư dân, những người mà có tầng hầm bị ngập, hãy liên lạc với 311 để có thể được tư vấn về cách xử lý. Và mặc dù chương trình quản lý tình trạng khẩn cấp của Toronto đã được kích hoạt trước khi mà xảy ra hiện tượng thời tiết, nhưng mà cơn bão lại diễn ra theo những cách không ngờ tới. Một số phần của cơn bão này đã tấn công một số khu vực của thành phố theo cách không thể dự đoán được khi mà chúng tôi bắt đầu xem xét cơn bão sẽ di chuyển như thế nào. Và ở những khu vực ở phía Tây, nơi mà xảy ra nhiều vụ mất điện và lũ lụt ở ven hồ, chúng tôi đã nhận được một lượng mưa cao hơn mức bão 100 năm trước đây. Và còn ở những nơi khác ở trong thành phố chỉ có mưa bão nhỏ mà thôi. Và ngày hôm qua, có những thời điểm mà hệ thống của chúng tôi bị quá tải khi mà hệ thống đó đã trở nên quá tải thì một số hệ thống chỉ được thải ra ngoài một phần. Và đó là điều mà chúng tôi tiếp tục làm việc vào ngày hôm nay. Và tôi sẽ nói rằng, nhiều năm trước, mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều và chúng ta sẽ có ít hoạt động bão hơn. Điều này sẽ khiến cho lượng nước thải ra nhiều hơn. Vì vậy, đó không bao giờ là điều mà chúng tôi muốn thấy xảy ra từ góc độ môi trường. Nhưng mà bây giờ thì tốt hơn nhiều so với trước đây. Nhưng khi mà quý vị có được lượng nước đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thì thành thật mà nói, chúng tôi không thể làm được nhiều hơn nữa. Và cũng cho biết rằng, thành phố đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho lượng mưa lớn. Nhưng đây là những ngày khó khăn. Nhưng đó cũng là một ví dụ về cách mà thành phố đang hoạt động thực sự tốt như thế nào. Những điều như thế này đã từng xảy ra ở Toronto trước đây, nhưng mà thật không may, chúng cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Việc mà chuyển hướng hành động đã hạn chế khá nghiêm trọng số lượng phương tiện bị ảnh hưởng. Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn, rất rất nhiều, nếu như chúng ta không có cách tiếp cận phối hợp và tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Và tôi thậm chí không biết tại sao chúng ta lại nói về những cơn bão 100 năm nữa, bởi vì định nghĩa đó dường như đã bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Chúng ta đã gặp 3 cơn bão trong số trong 11 năm qua, và thách thức lớn là nằm ở cách mà thành phố đang vận hành. Nó không được thiết kế để có thể xử lý lượng nước đang chảy xuống, thưa quý vị. Và hơn một nửa số doanh nghiệp mất lợi nhuận do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Thưa quý vị, một cuộc khảo sát mới vào ngày hôm nay dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp đã cho thấy rằng đại đa số lo ngại rằng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ trong năm nay, trong khi hơn một nửa báo cáo rằng biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của họ. Cuộc khảo sát với 350 chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành của KPMG ở Canada đã cho thấy 92% lo ngại công ty của mình sẽ chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, và trong đó 67% tỏ ra rất và cực kỳ lo ngại. Lãnh đạo rủi ro khí hậu người Canada của KPMG đã cho biết, điều này rõ ràng đã trở thành một thế giới rất thực tế đối với các doanh nghiệp tại Canada. Và cuộc khảo sát ngày hôm nay cũng đã cho thấy, 56% đã thấy rằng lợi nhuận bị ảnh hưởng trong năm ngoái do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và có nhiều khả năng sẽ xảy ra hơn nữa trong thời gian tới do biến đổi khí hậu. Và cho dù đó là cháy rừng, lũ lụt,
hay là nắng nóng cao độ. Và khoảng một nửa cho biết rằng hoạt động bị ảnh hưởng trực tiếp, với con số tương tự cho thấy rằng năng suất của công nhân và chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn. Một cuộc khảo sát cũng đã thực hiện vào tháng 6 cho thấy rằng 88% công ty đang sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để có thể hỗ trợ các mục tiêu liên quan tới khí hậu. Nhưng mà cũng 80% cho biết công ty của họ thiếu nguồn lực để có thể đặt việc giảm phát thải làm ưu tiên hàng đầu. Còn các công ty đang bắt đầu xử lý rủi ro khí hậu giống như các rủi ro khác của doanh nghiệp. Nhưng mà hầu hết họ chỉ mới bắt đầu vật lộn với những tác động mới nhất mà thôi. Các công ty cũng đang phải tìm hiểu xem họ sẽ phải chịu những tác động trực tiếp nào trước hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như hiện nay và những tác động mà biến đổi khí hậu có thể gây ra đối với mô hình kinh doanh của mình trong tương lai. Và tất cả mọi người đều nói rằng, mặc dù biến đổi khí hậu qua thách thức là trở ngại, một sự thay đổi lâu dài khiến cho việc thúc đẩy về hành động trở nên khó khăn hơn, nhưng mà nhận thức cần phải được thay đổi. Cuộc khảo sát thực hiện vào ngày 5 đến ngày 14 tháng 6 bằng cách sử dụng nhóm nghiên cứu kinh doanh của Sago, và hơn một nửa số công ty được khảo sát có doanh thu dưới 500 triệu đô và chưa đến một nửa đã vượt qua, trong khi không có một công ty nào có doanh thu dưới 10 triệu đô. Và một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng ngày càng nhiều đó là lĩnh vực bảo hiểm, với 30% doanh nghiệp cho biết rằng phạm vi bảo hiểm của họ đã bị hủy bỏ hoặc là chi phí đã tăng lên đáng kể do những hiện tượng thời tiết. Và mối lo ngại về bảo hiểm cũng đang gia tăng cùng với chi phí vì thời tiết khắc nghiệt đã gây ra thiệt hại được bảo hiểm hơn 3,1 tỷ đô vào năm ngoái, thưa quý vị. Tiếp đến là một báo cáo gần đây của nhóm vận động cổ đông có tên là Investor for Paris đã nêu ra một xu hướng về thời tiết khắc nghiệt gia tăng đã dẫn đến một thiệt hại thảm khốc trung bình là 2,3 tỷ đô mỗi năm từ năm 2011 đến năm 2020 và tăng từ mức 675 triệu đô mỗi năm trong thập kỷ trước. Và cùng với bảo hiểm thì còn có sự thay đổi về chính sách và những tác động khác đối với hoạt động kinh doanh, khiến cho việc chuẩn bị ngay từ bây giờ với các đánh giá về rủi ro khí hậu và các biện pháp khác đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Thưa quý vị, tiếp đến là những cảnh báo về nắng nóng kỷ lục cũng như là bão sẽ đổ bộ khiến cho BC phải cảnh báo về cháy rừng. Cơ quan chữa cháy phòng cháy của BC đã cho biết rằng họ đang đề phòng khả năng hoạt động cháy rừng gia tăng khi mà dòng bão cũng như là gió được dự báo sẽ tăng cùng với sức nóng kỷ lục. Và bản tin mới nhất của cơ quan này đã cho biết rằng dự kiến sẽ có bão ở phía đông của BC cho đến phía bắc của Rockies và gió được dự báo sẽ xuất hiện trên toàn tỉnh vào cuối tuần này, có khả năng làm bùng phát những ngọn lửa của gần 160 vụ cháy rừng hiện tại. Cơ quan môi trường Canada cũng đã mở rộng cảnh báo về nắng nóng đến hơn 20 khu vực và cộng đồng, từ Whistler cho đến Kelowna, đến Courtenay ở phía đông nam, Therese ở phía tây bắc và Fort Nelson ở phía đông bắc. Các đội cứu hỏa cũng đang chiến đấu với hơn 50 đám cháy, được cho là ngoài tầm kiểm soát ở trong tỉnh này. Bao gồm một đám cháy cách Peachland 3 km về phía nam ở Okanagan và có thể nhìn thấy từ quốc lộ 97. Một đám cháy khác cách Boston Bar khoảng 16 km về phía bắc và đang bốc cháy ở bên bờ sông Fraser. Cơ quan chữa cháy rừng BC cũng cho biết rằng ngọn lửa gần Peachland đang bùng cháy dọc theo đường cao tốc từ một số công trình nhưng mà hiện tại không có rủi ro nào đối với các tòa nhà khi các đội cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa có diện tích chưa đến 1 hectare. Hiện nay có 2 đội cứu hỏa, một sĩ quan phản ứng và trực thăng hỗ trợ đang có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng cùng với các nhân viên đường sắt quốc gia Canada. Và xa hơn về phía bắc, lệnh di tản do bang người da đỏ Cross Ferry đã được ban hành vẫn được áp dụng cho khu bảo tồn Nicholson và khi mà hai trận cháy rừng bùng phát ở phía bắc của cầu Spence. Cơ quan chữa cháy rừng cũng cho biết rằng các đám cháy ở Stellenkris cũng như là The Chris đang bùng cháy ngoài tầm kiểm soát và đang trải rộng trên tổng diện tích là 534 hectare. Thân mời quý vị đến thưởng thức phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oakville, Ontario để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc Hoàng Lợi, số điện thoại 647-292-1848 hoặc 289-725-8988. Phở Mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Căn biệt thự ấm cúng
tiện nghi, gần gũi thiên nhiên, nằm tại thành phố Plainview nổi tiếng về chất lượng cuộc sống cho các gia đình. Tọa lạc số 15, 111 E Avenue Old, listing price 628.000. Nhà đã được sửa mới hoàn toàn, có 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm, 1 bếp, 1 garage, 4 chỗ đậu xe trước nhà. Khu vườn sau rộng rãi, được hàng cây tùng bao bọc, làm nên không gian riêng tư để tận hưởng ánh sáng mặt trời. Có sân hiên lát gỗ, bể bơi nước nóng, spa. Mái nhà được bảo hành 40 năm, 2 máy bơm để có thể sơ tán nước an toàn. Sàn bếp và 2 phòng tắm có sưởi, lò sưởi đá xây từ sàn lên tới trần. Nhà tọa lạc trong khu an toàn, yên tĩnh, hàng xóm tốt, gần với trường học và mọi dịch vụ. Vị trí cách trung tâm mua bán sầm uất Premium Outlet Montreal khoảng 7 phút lái xe, gần với đường cao tốc 15, Lawrence Lava. Cơ hội tuyệt vời cho gia đình muốn ở gần gũi thiên nhiên và tiện lợi cho mọi sinh hoạt. Hãy liên lạc Realtor Lan Vũ, người am hiểu và nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường địa ốc Montreal, 514-967-4889. Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin trong buổi tối ngày hôm nay. Và Julie biết rằng có một số quý vị có lẽ là vẫn đang rất là bận rộn và lo lắng để có thể khắc phục những hậu quả do lũ lụt gây ra với căn nhà của mình, cũng như là ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Một lần nữa, Julie xin chúc tất cả mọi điều bình an và tốt đẹp đến với quý vị. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.